Bật công tắc ở dưới ấy. Bật công tắc ở dưới ấy. Ừ. Công tắc ở bên dưới kìa, đừng có bẻ vậy nó gãy đó. Giống cái xe hôm trước của con đó. Thank you.
Thích không? Cũng muốn thích. Hãy mở. Hãy mở. Mở. Tao mở. Lớn lên con làm cảnh sát nha. Con đấy, nhưng mà con làm hư rồi đấy. Thôi con nhỏ là con cứ đè nó xuống, con không cho nó đứng lên nữa. Giờ nó hư rồi.
sẽ tìm to sẽ kịch cặp đi sẽ cần sát con sẽ cần sát đi vẫn trên đường nha đi trên đường nha.
thận cùng đầu nhé. Để từ nó lên con, không mở được đâu. Đấy, thấy chưa? Tự lên đấy. Dưới đó bật chỗ nút đỏ. Đúng rồi, bật chỗ nút đỏ đấy. Bo giỏi quá.
thì nó chạy nó tự xuống, con thả cho nó chạy là nó tự xuống đó. Bẩn hết đít quần rồi, bẩn hết quần con rồi, nhà bụi nó ngồi bẩn hết rồi. Thank you.
Con không ăn, ta ăn. Làm thế hư, để nó tự nhiên theo vòng đua của nó chứ. Cần ép nó không lên hoặc là không xuống là nó hư đó. Con đừng có đè nó, con để cho nó đi chứ. Làm phải hư mất động cơ đó. Đó. Đó, động cơ hư rồi đấy, con giữ lại nó hư rồi đấy. Bắt đầu có dấu hiệu hư rồi. Con bỏ nó xuống dưới này nè. Đó, hư rồi. Nó mòn bánh răng rồi. Làm hư rồi đấy nhá. Ừ, con làm hư rồi đấy. Hồi trước con làm hư một cái như thế rồi đấy. Ủa, để ba lau. Con. Bác có sẽ để chú lên không? Có chứ.
Có cho nó chạy không? Có chứ. Yeah. We cool. Do it back.